Kính thưa tất cả quý vị, kính thưa ông bà cô bác, như vậy là giây phút động và di quan để tiện đưa linh cữu của người vợ, người mẹ, người chị trong gia đình chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng đã đến. Trước giờ tiến hành các nghi thức động và di quan, toàn thể gia đình tang quyến chúng tôi xin được đứng trước sân hành lễ, rót lên ba chung rượu lạc cùng với ba lại tri ân, và cũng xin được có đôi lời cảm tạ. Gia đình chúng tôi xin được chân thành cảm tạ các cấp chính quyền địa phương sở tại, quý cơ quan, ban ngành, đoàn thể, quý hương chức, các ban quý tế, đình, miếu, ban trị sự giáo hội Phật giáo, các chùa, tịnh thất, tịnh xá, tu viện, thiền viện trong và ngoài địa phương, quý chư tôn, đại đức, hòa thượng, thượng tọa, tăng ni Phật tử, quý thông gia, nội ngoại, cơ sở mai táng Lý Tấn Lợi, anh em nhà công ban nhạc lễ, anh em ban nhạc tây, cùng đông đảo tất cả quý vị quan khách, anh em thân bằng quyến thuộc, thân hữu gần xa, bà con đến sớm láng giềng đã không quản ngại đường xá xa xôi, nắng sớm mưa chiều đã đến thăm hỏi, động viên, phúng chiến, tiện đưa và tổ chức tang lễ cho người vợ, người mẹ, người chị trong gia đình chúng tôi là chị Lê Hoàng Phương Nguyễn, hưởng dương 46 tuổi, một cách tươm tất trọng thị. Trong lúc tang gia bối rối, gia đình chúng tôi biết chắc rằng không sao tránh được những điều sơ sót. Kính mong tất cả quý vị cũng vì niềm đau thương mất mát người thân trong gia đình chúng tôi mà thương tình, rộng lòng độ lượng, từ bi hỷ xả bỏ qua cho. Gia đình chúng tôi đặt tin tưởng và kỳ vọng tất cả quý vị sẽ hiện diện đầy đủ cùng gia đình tang quyến trong bộ lễ động và di quan. Và sau khi linh cữu người thân chúng tôi đã nằm sâu dưới ba tấc đất, gia đình chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời tất cả quý vị, kính mời ông bà cô bác những chút thời gian quý báu dời chân trở lại gia đình để dùng chung rượu chén trà cùng bữa cơm đạm bạc để thay cho lời tri ân, lời đáp tạ trong gia đình tang quyến. Kết từ gia đình tang quyến chúng tôi xin được muôn vàn cảm tạ.